bắt đầu tìm hiểu và lục lọi Facebook của cô Lan Anh. Và em nhớ cái trang mà em rất là hay xem đó là trường mầm non Xuân Phong. Lúc đó là em nhìn thấy hình ảnh của cô gắm với lại cái mương. Cô gắm, em nhìn thấy cô gắm rất là nhiều đúng không cô? Em ấn tượng với các cô giáo viên Montessori ngoài đó và các trẻ ở đó. Cho nên là em bắt đầu theo dõi cái Facebook của cô Lan Anh và cái trang web Lê Thị Lan Anh.vn á. Thì hình mà cô Ngọc có được cái nón như thế này đó nè, là em xem cho tới năm 2018. Và em quyết định nói chuyện với cô lần đầu tiên là em hỏi thăm cô bảo là cô sắp mở cái lớp trong miền Nam rồi. Dù là không có tiền ạ, năm ngoái không có tiền thật sự. Thế là em về nói với chồng em là chuẩn bị có lớp trong miền Nam rồi. Cô Lan Anh nói vậy, biết bao giờ mình mới có tiền đi học. Nhưng mà em vẫn liên hệ và vẫn nhận được mail của viện thông báo là nếu như đóng trước ngày 30 tháng 11 đó thì sẽ mức học phí này. Đóng trước ngày 30 tháng 12 sẽ là mức học phí 60. Và cái con số 48 này chính là mức học phí em đã đóng. Và không phải mà em tự nhiên có tiền lúc đó. Người chồng bây giờ hiện tại của em là người thấu hiểu được cái niềm đam mê của em. Anh ấy đi vay tiền. Đi vay tiền mà mọi người biết ngân hàng VPBank không ạ? Anh ấy vay của VPBank. Em nghe nói là lãi suất rất là cao. Ngày 28 tháng 11 anh mang về cho em một cái tờ hợp đồng vay tiền của ngân hàng VPBank và anh bảo là vợ học đi. Bởi vì thấy vợ mê quá rồi. Thế là vợ em rất là nhớ 48 triệu này tụi em trả góp hàng tháng mà. Cho nên là mọi người thấy không? Đối với mọi người ở trong Hoa Ngọc Lan em nghe nói là được cho đi học. Chính vì vậy mà em nghe nói có K25 dự thi ra không đầu em phản ứng kịch liệt với cô Hương luôn. Em nói là cô mà cho K25 dự là em xin tại chỗ luôn. Nhưng mà em nghĩ đến vấn đề này và em chia sẻ với các bạn đang được tạo điều kiện hết sức có thể như vậy. Mong là các bạn hãy có một tinh thần học tập thật là nghiêm túc, học thật là tốt. Bởi vì là để khỏi có sự phụ sự kỳ vọng của anh chủ trường, cũng giống như là bản thân các bạn, cũng có thể là các bạn chưa có gia đình đúng không ạ? Cái kiến thức các bạn học được, trước hết là con các bạn được áp dụng, con các bạn được hưởng. Mình mang con trong bụng để đi học Montessori cũng là được rất là nhiều người ủng hộ và nói là bé này rất là sướng, được học từ trong bụng mẹ cơ. Chính vì vậy là cách đây 1 năm thì cái con số 48 này được hình thành và con đường học Montessori của em được cởi mở. Cũng nhờ số 48 này em mới được chắp cánh. Chồng em bảo là chồng cho vợ đôi cánh, còn vợ bay đến đâu được á thì đó là chuyện của vợ. Và cô Hương và cô Lan Anh và chị ba chị học cùng với em á chính là người giúp cho đôi cánh của em nó rộng hơn và em bay nhanh hơn. Chỉ có điều là bây giờ em phải đậu xuống để em xin thôi. Xin xong là em sẽ lại bay nữa.